Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Về tuần này bản tiếng Anh sẽ ra mắt Son Galeo rồi à, Và cũng có thể đi kèm luôn với cái sự kiện sinh nhật game 2 tuổi này Bạn nào mà chưa nắm được cái lịch beat war với Red Draw bản tiếng Anh Các bạn có thể lưu lại ảnh này về Bây giờ chúng ta lại tiếp tục đó là Bàn luận và phân tích tiếp về Son Galeo S cộng mới sẽ nâng tim thép lên một tầm cao Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu ngày xưa Mình đã từng post lên ở thời điểm như thế này thì Gia Chi đã được búp lên bộ skill tốt hơn rồi Nhưng mà cũng phải 8 sao Thì nó có thể tạo được khiên ngay, ngay trong lượt đầu dành cho team thép của bạn Đây cũng là một người chơi đam mê team thép này Lên son Galeo 11 sao Và các bạn để ý thấy là bên team thép hành động nhiều Thì cũng mất máu rất là nhiều Đó là do hiệu ứng lửa cháy trên địch đó Và cái thứ hai đó là cái lửa xanh của Reshiram Thế nên với team thép theo kiểu mà hành động đánh trả nhiều Thì cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng cháy nhiều hơn Làm cho bị mất máu nhanh hơn nó cũng theo kiểu mà một phần là cái kiểu lửa nó cũng hơi khắc thép và thời kỳ bây giờ của bên bản tiếng Anh nó là Meta Team nước Raymond Kio với Asgenza đang động hành rất là nhiều nhưng mà đến thời kỳ Son Galeo ra mắt như thế này thì team thép nó cũng sẽ có một cái gì đó nhỉnh hơn để có thể kill được cái bên team nước của con Raymond Kio nếu các bạn không hơn quá nhiều lực chiến bởi vì Son Galeo với team thép bây giờ theo kiểu mà phòng thủ rất là vững chắc và kèm theo nữa là Son Galeo nó cũng sẽ có một cái điểm đòn đánh chí mạng theo kiểu mà đồng đội hệ thép mà bị chết thì nó sẽ phóng ra một quả cầu lửa rất là mạnh giống như thế này. Quả cầu lửa này gây đam rất là cao dựa theo vừa công vật lý vừa thủ vật lý của con Son Galeo này. mà nếu các bạn mà gọi là như là có QO mà không có thêm cái hiệu ứng uh, uh, kháng tử của CDB hay là có một số cái um, Chia sẻ đam của con uh, Sonya thì cái đòn vừa rồi của Son Galeo rất là nguy hiểm có thể một hit một kill một con được. Nhưng mà uh, với Ramen kìa uh, Gaudon thì thì vẫn có cái gì đó có thể chống chịu được tốt hơn so với cả Ramen khi mà Son Galeo ra mắt. Với khả năng đó là phản đam với cả cái lực phòng thủ của nó cũng rất là tốt. Đây là nhờ hiệu ứng uh, búp lửa của con Victini cho nên là có thêm cái giáp lửa như thế này. Với tim thép thì có lẽ là nên cần đó là con um, Giachi Lên 8 sao để có thể giúp cho tim thép uh, thêm nhiều hiệu ứng bút hơn và Đây các bạn thấy đây hình kiểu như là cái trái uh, tim nóng chảy này Và bây giờ chỉ có mỗi con Sarnia thôi thì cũng uh, Chưa có gì kiểu như là giúp cho bên kia thoát được mấy hiệu ứng cháy này nên Nếu mà có Giachi Thì cũng sẽ tốt hơn còn Manizana lại cùng xem một cái trận đấu cũ nữa. Đây là những Pokemon nhưng mà cũng uh, kiểu dạng như là chưa có gì búp so với bản tiếng Anh mà bây giờ. Thế nên là các bạn có thể tham khảo được. Vẫn có bên kia đội hình đó là ba con S với cả Sonya lên 8 sao để có thể tạo ra ứng liên kết ngay từ lượt đầu này. Celebi với cả Sonia vẫn là hai S cộng rất là quan trọng để đi cùng với cả con Son Galeo này giúp cho nó tránh được cái đòn ban đầu bởi vì Son Galeo này nếu các bạn mà không nuôi mạnh một quẹt của con Mega Rayquaza nó sẽ có thể rất là dễ chết ở lượt 1 nếu các bạn mà không có thêm cái sợi dây liên kết của Sonia hay là có thêm một cái búp là kháng tử của Celebi nữa Nói chung là Son Galeo đây là một con có thể gánh tim ở tim thép được nhưng mà bạn cũng sẽ phải cần đó là nhiều con bổ trợ dành riêng cho nó nữa. Nói chung là team nào mà bây giờ không có hỗ trợ thì cũng sẽ kiểu dạng như là gặp rất là nhiều bất lợi hơn so với đội team bên kia. Có hỗ trợ các bạn sẽ thấy team của mình chắc chắn hơn rất là nhiều. Bên kia thì đang không sử dụng con Ziachi nhưng mà sử dụng hỗ trợ mới nhất của team thép đó chính là Magena. Vẫn là bộ đôi quan trọng đó là Sonya với cả Celebi. Phải nói là đòn đánh trả của con Son Leo về sau đánh rất là đau luôn. Và nếu mà giả sử không có cái hiệu ứng sở hữu của con Sonia thì uh, con Diamond uh, cũng sẽ gặp rất là nhiều nguy hiểm. Và thời điểm này nếu bạn chơi team nước mà có con phi cũng sẽ rất là ổn. Bởi vì là có gì đó nó vẫn có thể là cho con Son Leo bay ra khỏi cái sàn đấu bởi một con cá heo và khi mà bay ra khỏi sàn đấu như thế này thì dần dần là con Son Galeo nó cũng sẽ mất đi cái hiệu ứng đó là mặt trời lên như thế này của nó. Và lúc mà nó quay trở lại thì nó trở lại diện dạng nguyên hình. Thì lúc đó thì sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Phải nói là lúc mà Son Galeo ra mắt thì cái Diamond QO nó nó bị yếu thế hơn ấy rất là nhiều cái trận đấu kiểu như vậy rồi đúng theo kiểu mà tim sau nó đè tim trước đó là sự nguy hiểm của Son Galeo kiểu dạng như là cứ đồng đội nào mà bị hệ siêu hoặc hệ thép bị tử trận là nó, coi như nó bắn ngay một quả cầu lửa luôn và lúc này thì là Gen Sách 11 sao nhưng mà rất là dễ chết trước cái thời điểm về sau khi mà phản đam các kiểu rất là nhiều đây là thời điểm như thế này thôi còn về sau một theo kiểu của mega tnc nữa thì cũng chết rất là nhanh luôn thế nên là các bạn có thể lưu ý đó là về sau lúc này thì danh sách vẫn đang rất là tốt đấy nhưng mà về sau nó mà nhiều team mới ra mắt hơn thì các bạn có thể thay thế bằng nhiều con khác do Leo với magiana celebi senior thì vẫn có thể đi cùng với được nhưng mà danh sách thì các bạn có thể lưu ý và chuyển qua một Pokemon mới hơn thì nó sẽ tốt hơn. Thì, thì ở thời điểm như thế này thì Raibun Gao vẫn là một con có thể chống chịu được nhiều nhiều so với cả con Son Galeo như thế này, nhất là hiệu ứng theo kiểu mà phản đam, mấy cả lửa cháy động đất mỗi lượt làm con Son Galeo mất máu rất là nhanh. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận Son Galeo sẽ là một S cộng rất là hot ở trong thời điểm tới. Và cuối cùng là một cái clip cũ tiếp về Son Galeo ở bản tiếng chung của một người chơi đã nâng lên được 2 triệu lực chiến và đi kèm với bảo vật vàng của nó này. Và người chơi này đã test theo kiểu mà Nói chung là hai bên chơi đội hình theo kiểu mà full sao Pháo này Về sau các bạn chơi cùng với cả con Magena với cả Volcanion các bạn sẽ có được cái pháo đài như thế này một pháo đài một, bộ đôi bổ trợ rất là tốt dành cho con son Galeo trừ phi là các bạn có những con cây sát thương cao cơ thì pháo đài này mới dễ bị bắn còn không thì bộ đôi pháo đài kết hợp với Son Galeo rất là ổn chắc phải đến Masadao với ma hoặc là các anh gian nuôi mạnh thì cái pháo đài mới bay lên được nhanh Thì đây là trong đây là trận đấu theo kiểu mà cả hai bên đều full sao và có thể có cả mu nữa. Masadao, lúc này thời kỳ này chưa có team ma, mới xuất hiện có Son Galeo thôi. nhưng mà song phải nói là một con có phòng theo kiểu mà phản công với cả tấn công nó rất là ghê gớm. Nếu 4 sao thì phải nói thật là nó không có gì nổi bật đặc sắc cho lắm, phải đến 8 sao trở lên mới nó mới có cái hiệu ứng giống như thế kia. Lúc đó thì nó mới mới khỏe và mạnh được. Còn nếu không bình thường 4 sao thì có ăn một đòn như thế này có thể bay luôn rồi. đi kèm với cái bảo vật vàng của con trình nó nó sẽ tăng thêm cái khả năng đánh trả nhiều hơn. Và càng đánh trả lên địch càng nhiều ở trong một lượt thì cái sát thương nó gây ra sẽ càng lúc càng cao dần 30 à 6 30 60 90 120% sát thương cứ tăng lên dần khi đánh lên cùng một địch. Và nếu các bạn mà nuôi thủ vật lý của nó cao thì đòn đánh của Asgen ra đánh lên cũng chỉ chỉ mất một máu thôi. Nhất là khi nó đang ở cái chế độ giống như thế này undying của nó cái chế độ này của nó chỉ chỉ có ở 8 sao thôi mà các bạn thấy nó phải mất được hai lượt trở đi thì nó bắt đầu mới trở lại bình thường lúc lúc mà son Leo đang điên điên như vậy mà các bạn có thể cầm cự được thì sau đến khi mà son galeo trở lại bình thường này các bạn có thể giành được chiến thắng đây chính là cái đội hình lúc nãy 9 triệu một bây giờ đánh với đội hình kiểu khác Ở đây sẽ xét trong tình huống đó là mấy bên theo kiểu mà toàn full sao Mới cả là cũng lực chiến cũng ngang tầm với nhau 9-10 triệu lực chiến này Tuy, tuy nhiên uh, Nếu bạn mà không có con Celebi hay Surnia bổ trợ ban đầu Thì một đòn tấn công của con Mega Rayquaza vừa rồi uh, Nếu mà mạnh Thì có thể là cho bay luôn Con son leo ngay từ lượt đầu luôn được Coi như là các bạn sẽ uh, Mất đi một con chủ lực thế nên là với team nào cũng vậy thôi đó là cũng không nên thiếu với bộ đôi uh, senior hay là CDB để có thể là làm cho team uh, có khả năng vững chắc và giải sách nếu mà với các top về sau thì nó nó như càng lúc càng đuối dần rồi mega ray thì trừ, trừ phi là theo kiểu các bạn nuôi mà của các top lên full mu thì nó sẽ có cái lợi thế đam khỏe hơn rất là nhiều bên kia thì đang bị yếu cháy này, victini đi cùng tạo ra dựng cháy rất là đau. cứ khi bên kia hành động thì sẽ mất máu. thì có vẫn có cái gì đó theo kiểu mà những clip uh, uh, bên tim lửa nó vẫn có thể có gì nó um, làm cho tim nước, uh, tim bên thép này Nó bị đuối hơn. và như vậy các bạn thấy đó là son gan còn chưa kịp tiến vào cái trạng thái đó là À, không thể chết như của nó, nhưng mà lại bị con Mega phun một đòn tấn công quá mạnh và đã tử trận luôn. Thì đó chính là một tầm quan trọng cho kiểu mà các bạn nên có đó là con Surnia với cả Celebi. Vậy là mình đã cùng bình luận lại một số trận đấu ngày trước mình đã tăng lên tuy là bây giờ có một số S cộng sẽ được thay đổi chỉnh sửa bộ skill nhưng mà hầu như không có trong cái clip vừa rồi và đương nhiên là nếu mà son Galileo cũng phải build tùy thuộc theo bạn thôi bạn build theo son Galileo kiểu gì để nó có thể thể hiện ở trong trận đấu nhiều người build mạnh hơn thì tất nhiên là nó sẽ có mạnh hơn và nếu mà lấy son Galileo 4 sao ngày trước mình cũng đã nâng nó lên rất là mạnh rồi nhưng mà 4 sao cũng chẳng hiện được gì nhiều một đòn mạch mạnh quá là có thể bay được còn nếu lên được 8 sao thì lại quá là tuyệt vời son Galileo sẽ là một con rất là mạnh ở thời điểm mà nó ra mắt khi từ 8 đến 11 sao và nếu đi cùng với team thép hoặc là đi cùng thêm nữa với cả hai bộ đôi hỗ trợ sân với cả Celebi thì nó cũng sẽ thể hiện cực kỳ tốt luôn còn bạn nào đang lên Giachi lên Zmu nữa cho kẹp với son Galeo về sau lấy thêm một con nữa hỗ trợ đó chính là con uh, Magena thì tim team thép sẽ rất là tuyệt vời Tuy nhiên là bản tiếng Trung bây giờ cũng rất hiếm người chơi team thép chủ yếu là những người chơi theo kiểu mà vip cao thì họ đã đẩy team thép sang một cái hướng khác rồi. Còn đâu là những người chơi vip tầm trung ấy thì Son leo vẫn có thể có chỗ đứng được. Tuy là cũng không thể đi được quá xa nhưng mà nó cũng đem lại một cái cảm giác người chơi team thép nó uh, được mạnh mẽ ở trong một khoảng thời gian. Ok, sắp tới thì bản tiếng Anh sẽ có sự kiện đấu giá của Son Galeo rồi thì uh, lúc đó sẽ có nhiều người chơi build team thép với Son Galeo theo nhiều hướng khác nhau. Lúc đó thì uh, mình sẽ lại quay một vài trận đấu ở bản tiếng anh để các bạn thấy được đó là son galeo nó thể hiện được gì nhiều ở trong bản tiếng anh thời gian sắp tới hay không